Trong giờ số học, thầy giáo đã giảng thế nào là phép tính cộng. Sau khi giảng xong, thầy giáo đặt câu hỏi. Thêm 1 vào 5 sẽ là bao nhiêu? Học trò im lặng, thầy giáo nói tiếp. Thí dụ, tôi cho các em 5 con chim bồ câu, rồi sau đó thêm 1 con nữa, các em sẽ có bao nhiêu bồ câu? Thưa thầy, 7 ạ. Sao lại 7? Tại sao? Thưa thầy, ở nhà em đã có 1 con bồ câu rồi ạ.